Các bạn thân mến, hiện tại thì đang có mặt tại một cái lễ hội. Lễ hội này ở Đồng Mỏ, Lạc Sơn các bạn ạ. Chào quay một tí nha, cô nha. Mình sẽ dựa các bạn xuống dưới xem các cô đi hội ở đây làm những gì nhiều các bạn nha. Chào bà. Các cô ở bên này là đang chỉnh đẹp đẹp tí để đi hội đây nhờ cô nhờ. Cháu quay tí nhá. Mặc áo dân tộc đẹp lắm. Các cô đây toàn là người dân tộc Nùng nhỉ? Vâng. Ở đây là khả năng là tí có cả hát xi các kiểu ấy nhỉ? Cô có biết hát xi không? Không. Vâng, thế là mình đi chơi hội thôi à? Vâng. Vâng. Các bạn cố nhá, cháu đi tiếp đây. Xuống dưới xem có những gì hay các bạn ạ. Lễ hội đông vui quá. Ở đây là một cái đoạn đường mình mới bắt đầu thấy có người là mình bấm máy quay rồi. Bên dưới khả năng cũng khá là đông các bạn. Ok ạ. Sẽ xuống đến cái đoạn này. Phía bên trên này có một cái đường lên trên đồi luôn. Lên trên đỉnh núi luôn các bạn ạ. Mình không biết là lên đấy khả năng là tí các cô sẽ dẫn nhau đi lên đấy đấy. Phía bên này này các bạn này. Phía bên này thì thấy các cô tụ tập ở đây. Chắc là đi gặp gỡ bạn bè, người thân, bạn lâu năm chưa từng gặp ấy nhỉ. Yeah. Lâu ngày không được gặp. Đây là bà nhá. Ôi trời, phía bên dưới này đông quá các bạn. Đây là các cô đi xuống hội để đi người thì về. Trên bên này thì thấy các bác ngồi hát xi hát lượt gì đó rồi. Phải nói là người đồng bào dân tộc Nùng thì có rất là nhiều văn hóa các bạn ạ, rất là hay. Chật quá không có chỗ để xe luôn các bạn. Xe hết ra quả ra cả ngoài đường rồi. Cái bên này thì có đôi ba bốn bác thì đang hát xin. Chào mừng, chào các bác nha, cho xin ít hình ảnh. Nãy chỗ hầu như là các cô hát rồi đến các chú hát. Hai nam hai nữ hoặc là ba bốn gì đấy, rất là nhiều luôn. Tiếp tục di chuyển xuống bên dưới để ghi lại cho các bạn xem. Các cô bên này cười rồi. Khả năng là mình không hiểu gì á. Đấy, người ta hát mình chỉ cười thôi. Các chú mặc quần áo
cũng rất là đẹp luôn. Từ bên này thì có các chú ở đằng sau xe này các bạn ạ. Để đỡ ồn, để hát si thì còn nghe được thấy. Em chào các chị nhá. Em quay các chị tí. Đây các chị em ở đây xem ngắm người à. Dạ vâng. Đây các bạn, mình định di chuyển sang bên này nha. Xe nhiều quá, xe cộ nhiều quá. Chào các cô nhá. Các cô mặc quá đẹp quá nhỉ. Không hát si à? Không có người hát à? À thế là phải tìm người đủ đôi đủ cặp mới hát được ấy nhỉ. Vâng. Cô tụ tập vào trong này rất là đông, mình sẽ di chuyển vào trong này xem cô hát si. Ở đây toàn là các cô nhiều thôi các bạn ạ. Các chú thì sẽ ít hơn. Và các cô đi tìm bạn để hát si thôi. Đồng quá. Các cô ở đây thì có đợi người để hát si không nhỉ? Các cô xấu lắm. Đâu, xinh mà, các cô còn xinh lắm. Đây các bạn ạ. Ở đây là có... vẫn là dân tộc Nùng nhưng mà có một bên là mặc áo xanh và mặc cả áo đen nữa các bạn ạ. Quần áo đen, trang phục đen và trang phục xanh các bạn ạ. Sẽ di chuyển vào bên trong này xem. Đây là các bác nhá. Sự mình là một người từ xa xa đến nên là tiếng Nùng ở đây mình không hiểu được lắm. Hiểu sơ sơ một tí thôi. Trong này thì tức là cả nam cả nữ đều hát si được các bạn. Hai nữ cũng có thể hát được và một nam một nữ cũng có thể hát được. Các cô là bây giờ các cô các chú tụ tập ở trong này để hát si hát lượt thôi các bạn. Từng nhóm một này các bạn này. Đó. Cứ nhóm hai nam hai nữ hoặc là một nam một nữ hoặc là hai nữ bốn nữ cũng có thể hát được. Hay quá. Mình lạc vào một cái lễ hội ở đây thì cảm thấy rất là thoải mái luôn. Trời thời tiết hôm nay thì cũng khá là mát mẻ. Mình di chuyển xuống dưới bên dưới xem có những gì nhiều không các bạn ạ. Ở trên này thì chỉ gọi là các cô các chú hát si thôi. Nhiệt quá, nhiệt quá. Chào bác nhá. Các cô sẽ tụ tập từng nhóm một để nói chuyện này các bạn này. Chào chị nha. Các cô hát hay quá, hát rất đều luôn các bạn ạ. Hình như là phải hát đều sao ạ. Vỉa đường hầu như là lễ hội này rất là đông luôn. Em bé cũng đi đây. Chào chị nha. Đi lặng vào đây quay các cô một tí. Chào các cô nhá. Các cô đứng xem hàng đẹp quá. Vâng. Vậy hát si với cả hai chú này chứ nhỉ. Vâng. Các chú ít quá nhỉ. Thế là phải vâng, hai nam thì phải có tập chục chục cô thôi. Các cô ở đây tụ tập nói chuyện đây các bạn ạ. Đây là phía bên đường lên, mình đi sát sát đường bên này các bạn ạ. Bên kia là để ô tô nhiều quá. Sẽ di chuyển tiếp xuống dưới xem như thế nào nha các bạn nha. Ôi giời. Làm một vòng ở cái lễ hội này thì cũng đã đủ mệt rồi các bạn ạ. Chào anh nhá. Đây các bạn. Đây là các
các bác nhé. Các bác cứ cạnh đường này mà hát xi thôi các bạn ạ. Đông quá. Chào bác ạ. Anh đồng quá, đồng quá. Chào chào cô nha. Thì bên này thì có các chú đứng đây hát xi ở dưới một cái núi đá thôi các bạn. Đây là cô nhá, đây là một người đi lại để xem người rồi là tìm người thân. Cô này là nhộn nhịp quá, cái hình ảnh rất đẹp luôn. Lúc nào thì bị đồng lái bóng lái. Có vẻ như là mình đi lạng đường rồi các bạn ạ. Sai đường là mình đi vào đúng đường đi. Không xe cộ đi lại khó khăn. Wow. Xuống phố bên dưới còn đông hơn nữa kìa các bạn kìa. Có vẻ như là không thể nào mà đi được luôn. Các cô các bà đây, đây. Đứng ở đây không thấy hát xi nhỉ? Các cô nhỉ? Vâng. À, đây có một đoàn các chú nữa đây. Các chú các bà các cô hay quá, đẹp quá, nhìn nó một luôn. Bây giờ nói nhiều rồi. Nước nói nhiều rồi. Thật ra mình thấy các cô các bà đi chợ này mình cũng chả biết nói gì hơn. Mình đang đi cùng đấy là các bạn này. Đông quá. Ở phía bên trên nhìn có vẻ như là sẽ không đi được nhưng mà vẫn có thể đi được, vẫn di chuyển được bình thường các bạn. Một cái lễ hội này thì sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 âm lịch hàng năm nhé, mùng 10 tháng 1 âm lịch. Nhộn nhịp quá, không biết làm sao mà xuống dưới bên này được. Xuống bên này ngã tư thế này có khi là mình còn lạng đường các bạn ạ. Tí nữa mà xuống dưới mà rẽ này rẽ kia là thôi. Được rồi bác nha. Tuyệt vời quá. Thế đây là nước ống. Phía bên dưới là công an rồi. Đi này. Đồng thê. Mình cũng cố gắng di chuyển một lượt xuống dưới để cho các bạn cùng xem ở cái lễ hội ở đây các bạn ạ. Lễ hội này thuộc lễ hội đồng mỏ của tỉnh Lạng Sơn. Quá đông luôn rồi. Mình sẽ xuống phía bên dưới xem làm gì, có gì hay không. Đây phía bên này các bác cũng đang hát xi các bạn. Nhóm bên này là nó phải đông hơn. Vâng, con chào bà nhá. Đây đông quá nhỉ. Vâng. Đông quá. Vâng. Đông quá. Quay rồi. Vâng. Không biết quay đâu được, bây giờ đông người quá. Vâng. Vâng. Đi quay một lượt để cho khán giả xem thôi. Chín đường luôn. Ba cái đường rồi các bạn. Thank you.
đi quay chợ không có người hát si rồi, nhưng mà quay một đoạn rồi, khá là lâu rồi. Vâng, những đoạn nhóm nào đông đông thì đấy chắc mới hay hơn nhỉ. Nhóm đông đông hát si nó mới hay đúng không? Cháu đang tìm một địa điểm mà nó đông hơn. Thế bên này thì có một nhóm khá là đông này các bạn này. Đây các cô có một số thì hát si, có một số thì nói chuyện thôi nhỉ, thôi nhỉ. Thế bên này thì các cô sẽ mang cái này như kiểu là gần như là chợ rồi các bạn ạ. Đâu đông người thì mình tiện là mình mang thuốc rồi là những cái nhu yếu phẩm của mình ra để bán các bạn ạ. Gặp cô này người quen nữa này này. Cũng có một số người quen đi khá là xa để đi bán hàng này. Cái bên dưới này các chú còn mở nhạc mua ra tắc kinh để nhảy luôn này các bạn. Ôi, hay quá. Ở đây đây loạn lạc không biết là đi đường nào được. Ôi dồi ôi, rất đông luôn các bạn ạ. Ôi, lạc vào một cái ngã tư các bạn ạ. Điều này thì không biết được ra luôn này các bạn ơi. Nó mà hết quay đi hả? Hết tự nghi lại. Thử. Vào đây để di chuyển được thì nó sẽ dễ hơn, tại vì có đội công an giao thông. Với cả công an chủ động dọn đường để xe cộ với cả con người di chuyển. Rồi. Thì sẽ đi dễ dàng phía bên tay phải này trước các bạn ạ. Cô thì ở ngay dưới chợ này để hát si rồi. Đâu vài tí chứ. Cô đây là hát hay quá này các bạn. Có vẻ như hơi ồn ào một tí. Các chú sẽ đứng ở dưới đường để mà hát si luôn. Gặp ở đâu là dừng chân ở đó để nói chuyện tâm sự rồi là hát si rồi. Wow, phía đường bên này đi qua bên kia đông quá các bạn ạ, khả năng là mình không đi qua được nữa. Đi đến tít là không thể nhìn được thấy luôn. Để mà đi hết cái lễ hội này thì khả năng là sẽ hết cả buổi chiều thôi các bạn. Đi xem chưa bao giờ gặp một cái lễ hội nào mà nó đông vui như này các bạn ạ. Sẽ di chuyển sang phía bên này xem. Wow, đông ơi là đông luôn. Phía bên này cũng vậy các bạn ạ. Và trong này thì nhiều loa quá giờ sập sình.
Âm ý luôn các bạn. Thật ra thì lễ hội này cũng hay các bạn. Được thấy mọi người hát xi rồi là ngồi tâm sự từng nhóm một các bạn. Bên này là có không có không luôn này. Các khả năng ở đây là chuẩn bị biểu diễn cái gì vậy? Không có không qua đây thật đấy các bạn. Là quá to luôn các bạn ạ. Và ra nhạc to như này là bên này là nhảy các bạn ạ. Đây là một nhóm nhảy dữ dân. Thank you.
Đi luôn. Đi lên. Quay lại xem phía bên bên kia còn có gì không, để đi đường bên kia chưa vào. Đi hai đường mà không có đường nào vào đi hết đường được. Xin chào, xin chào. Đây một tí. Rồi đi, mấy cháu đi hộ ở đây. Mọi người người đi người về và đi cái lễ hội thì cũng không thể thiếu được cái món gọi là lật quay Lạc Sơn. Quay Lạc Sơn thì mọi người quay thì cũng rất là thơm, quay với lá mắc mật các bạn ạ. Mình sẽ đi chuyển tiếp bên ngoài xem người làm gì gì gì. Toàn trai xinh gái đẹp đi lễ hội các bạn ạ. Cô thì bán đồ về cho tàu sao. Ra phía bên này xem là có tiếng nhạc ủi ủi, xem có những gì hay không. Một bên thì nhảy mô đen tắc kích, một bên thì nhảy DJ, nhạc DJ. Nhột nhịp quá. Dân tộc gì đó, dân tộc Mông. Ở đây thì có khá là nhiều loại dân tộc các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi ra bên tay trái một cái đường bên này xem có những gì hay nữa. Đoạn đường không đi được luôn rồi. Các cô vui tươi quá. Các chị em xinh tươi. Bên này lái nhà sập xình. Đông vui gấp. Bên này nhà sập xình nhà không ai nhảy chưa. Trên phía bên núi đá này xem nào. Bên sát vách núi này xem có những gì nhiều không. Đi lên đỉnh rồi các bạn ạ. Bên này là một con đường đi lên đỉnh rồi. Là phía bên này có vẻ như là dân cư đi lại nó sẽ ít hơn. Bên phía bên trên vách núi này chẳng có những gì nhiều. Có cái gì không? Cô. Người đi lên người đi xuống các bạn. Bên này dốc dốc lên có vẻ như là hơi mỏi chân đấy. Rồi. Bên này có vẻ như ít người hơn này các bạn này. Nhưng mà vẫn kín đường. Bên này là bên trên này là bắt đầu nghe tiếng những cái hát xi rồi. Hầu như các cô, các chú sẽ ở bên này để hát xi. Để đỡ ồn ào hơn. Trên này nó sẽ vắng hơn một xíu.
Điều bên này nghe thấy các cô hát xì rồi. Đó các cô nha. Bác ạ. Bác sẽ ngồi hát xì. Hay chưa, hay chưa. Cái đoàn bên này là có một đội như là học sinh luôn. Mặc áo của người dân tộc Nùng khá là đẹp. Đây là một đoàn đang di chuyển xuống hội tiếp tục. Cô và chú sẽ hát thì rất là nhiều rồi. Dạ vâng, các bạn ạ, các cô các chú sẽ tụ tập những cái nhóm người để mà hát xì. Những cái đoạn hát xì này cũng khả năng cũng khép lại video của Lý trong video ngày hôm nay rồi. Mong các bạn ủng hộ Lý nhiều hơn trong thời gian tới nha các bạn nhé. Và mình đi quay nhiều cái lễ hội có nhiều cái văn hóa hay hơn để gửi đến cho các bạn. Xì gái hết. Vâng, xì gái quá.